Nếu bạn đang gặp vấn đề về thị giác, hãy đến gặp bác sĩ. Bác sĩ Julia sẽ giúp cho bạn. Đây là bệnh nhân của cô. Có vẻ vấn đề thị giác của anh này rất nghiêm trọng. Ngồi đi, anh bị làm sao? À đúng rồi, anh không nhìn thấy gì. Vậy ta bắt đầu kiểm tra. Hai con mắt nằm đúng vị trí mà. Vậy là bệnh gì nhỉ? Tôi có tin nhắn. Bạn tôi gửi ảnh chế. Hài hước quá, nhìn nè. À quên, anh không nhìn được. Mà nghe tôi cười là hiểu rồi. Chúng ta tiếp tục việc chẩn đoán nha. Tấm bảng đo mắt truyền thống. Xin lỗi, tôi không thấy gì hết. Anh được chẩn đoán là vô vọng rồi. Tôi sẽ viết xuống đây. Hóa đơn của anh nè. Cái gì? Sao nhiều số không vậy? Cô đang làm trò gì thế hả? Thật thần kỳ, người mù nhìn được rồi kìa. Tôi về đây, tôi sẽ lấy chiếc kính. Nhưng anh ta đâu cần phải đeo nữa. Sao bệnh nhân lại không thích cách chữa của Julia ta? Hiệu quả như vậy mà. Vào pizza đây. Chắc là ở phòng này. À, nhầm chỗ rồi. Ít nhất cũng lãi được cặp kính. Tại sao mọi người lại sợ nha sĩ đến như vậy? Họ rất ngọt ngào. Hãy nhìn nha sĩ Pinky xem. Đừng sợ, há miệng ra nào. Đây là bị làm sao? Wow. Kết quả của việc kẹo cao su gặp mắt cài niềng răng. Khung cảnh không đẹp đẽ cho lắm. Nhưng với nha sĩ Pinky, nó chỉ là chuyện nhỏ. Bắt đầu nào. Mất rất nhiều công sức nha. Quá trời kẹo cao su luôn. Yeah, xong rồi. Mắt cài lại như mới. Cảm ơn nha sĩ. Cô đúng là vị cứu tinh. Giờ chúng ta phải khử trùng cả phòng khám. Công việc này sẽ sớm làm cho Pinky phát điên lên mất. Với bệnh nhân giàu lại là một câu chuyện khác. Cô nàng này muốn làm trắng răng của mình. Cái gì đây? Cô ngồi đi, chỉ là một hạt bụi thôi mà. Thật kinh khủng. Trước thì tắt đường, giờ lại một hạt bụi. Bình tĩnh lại đi nào. Tôi muốn một nụ cười như thế này. Hàm răng phải tỏa sáng lấp lánh, để ai cũng phải nhìn vào tôi. Chỉ có một cách duy nhất, dùng dụng cụ banh miệng. Có lẽ cô nàng sẽ yên lặng được một chút. Nhưng không, bệnh nhân này vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Xem ra phải sử dụng vũ khí cuối cùng. Hãy gây tôi ở đây. Đó, con nghỉ ngơi đi nha. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Nha sĩ sẽ làm việc. Và Julia sẽ mơ những giấc mơ thật đẹp. Cô nằm mơ có nha sĩ đến làm trắng răng cho cô. Một anh chàng đẹp trai. Cô hơi buồn vì quá trình này đã kết thúc. Vậy hãy xem kết quả nào. Nha sĩ đã làm quá tay. Hàm răng sáng mù mắt luôn. Nhưng cô nàng giàu lại vô cùng vừa ý. Đây chính là nụ cười đắt tiền mà tôi muốn. Cô xứng đáng được trả hậu hĩnh. Chỉ cần không cười quá rộng thôi. Nhớ quay lại đây nha. Khách hàng giàu lúc nào cũng được chào đó. Có lẽ người gọi đồ đang chờ ở trong phòng này. À cũng không phải. Họ nhổ luôn răng của mình rồi. Bác sĩ Michael đang trong giờ nghỉ trưa. Không phải bệnh nhân nào cũng hiểu điều này. Ông nhìn đồng hồ nè. Vẫn còn một giờ nữa mới tới lượt hẹn của ông mà. Tôi chỉ hỏi chút thôi. Nó nghiêm trọng lắm. Bánh quy của cháu mà. Bác sĩ xem kết quả xét nghiệm của tôi này. Nó nói gì vậy? Tay tôi đau, chân thì nhức. Tay thì không nghe gì hết. Rồi, đưa cháu tấm phim nào. Vị bác sĩ đã quyết định tạm lánh đi. Để y tá khám bệnh cho ông. Wow, cô ấy xinh quá. Cô à, đem bỏ hết đi. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Hình như ông lão đột nhiên khát khỏe ra nhiều thì phải. Và tràn đầy sức sống luôn. Nhưng niềm vui không được bao lâu. Giờ chữa bệnh nha. Hả? Không. Ông lão khỏe mạnh quá ha. Ông ấy chạy rất nhanh. Và cũng ham ăn thiệt đó. Tiệm massage là một nơi thư giãn và yên tĩnh. Chỉ là đừng lạm dụng nến thơm nha.
chào bạn. Vào trong kia rồi cởi áo ra đi. Pinky cần được massage là có lý do. Cô muốn thư giãn một chút. Mình đúng là hậu đậu. Bỗng cả tay rồi. Pinky đã sẵn sàng. Xin lỗi nhưng bạn phải cởi toàn bộ áo ngoài ra. Không, xin lỗi, tôi ngại lắm. Và trong này cũng hơi lạnh nữa. Vậy thì còn làm gì được đây? Khách hàng luôn đúng mà. Pinky cũng đã chuẩn bị xong. Bắt đầu nha. Xin lỗi, tôi thấy nhột. Chỗ đó cũng nhột. Vị khách này đúng là khó nhằn. Vừa chạm vào Pinky đã ngọ nguậy thì sao mà làm được đây? Nhưng Julia từng gặp những khách hàng khó hơn như thế này. Cô vẫn hoàn thành tốt công việc. Chiếc máy này sẽ giúp cho massage từ xa nè. Khách hàng thích là được. Và Pinky có vẻ rất hài lòng. Niềm tin là một cảm xúc mãnh liệt. Chắc là chỗ này. Đã nhầm rồi. Giờ tay anh lại còn bị bó bột nữa. Chữa bệnh hay không chữa bệnh, đó mới là câu hỏi. Ồ không, vào đi. Bác sĩ giúp tôi với. Tôi đau đầu quá. Như bố bổ làm đôi vậy. Bác sĩ Justin rất am hiểu các loại thuốc. Và anh có một cái đầu lâu để làm ví dụ. Bệnh này rõ ràng rồi. Giờ tôi sẽ kê đơn thuốc cho. Uống vào là khỏi ngay. Đó là chữ viết sao? Nhìn như vẽ bùa vậy. Hy vọng là nhà thuốc sẽ đọc ra. Xin chào. Dược sĩ này nhìn rất giống bác sĩ Justin. Thôi kệ đi, tôi cần loại thuốc này. Ngay cả dược sĩ cũng không dịch được những ký tự kỳ lạ thế này. Bác sĩ Justin, lại đây đi. Pinky đang nhìn một ra hai sao? Đầu cô lại càng đau dữ dội hơn. Thuốc của cô đây. Lại thứ chữ vẽ bùa này. Đủ rồi, giọt nước đã tràn ly. Ngất thôi. Tôi thấy rồi nha, nó sẽ giúp cô bình tĩnh trở lại. Chắc là chỗ này rồi. Sao mình biến thành người khác thế này? Bác sĩ Michael cần khám cho bệnh nhân mang bầu này ngay. Được, lên ghế ngồi đi. Nhưng người chồng lại nghĩ anh mới đang mang bầu. Bác sĩ à, nhẹ nhàng với ảnh thôi. Sắp là ba nên vậy. Thú vị ha. Rồi, để tôi xem anh này trước. Anh còn mang theo mẫu xét nghiệm nữa. Mau đặt lên giá đi. Ta bắt đầu khám bệnh nha. Chuyện này sẽ rất khó khăn. Anh ta quá lo lắng cho đứa bé và không cho ai đụng vào người của mình. Cũng may là Julia có đem theo mồi nhử. Nhưng bác sĩ phải nhanh lên, không hết tác dụng mất. Bác sĩ, làm gì đi? Tôi lâm bồn rồi. Chúng ta phải đưa người cha ra khỏi đây. Tôi sắp sinh rồi. Còn cô cũng lâm bồn rồi có đúng không? Đây là tờ hướng dẫn. Tôi nghĩ cô tự làm được. Nè, gì kia hả? Tôi mới là người mang bầu mà. Pinky đang ăn cho hai người. Bắt đầu kiểm tra nha. Bác sĩ ăn tự nhiên. Không không, tôi đang làm việc mà. Để xem em bé như thế nào rồi nha. Và gần đây cô ăn uống những gì rồi? Đó, bác sĩ tự xem đi. Cô phải ăn uống theo chế độ vào. Vì con của cô chứ. Bác sĩ quá đáng, tôi không muốn ăn kiêng đâu. Nhưng cô phải làm theo chỉ định của bác sĩ. Uống nước lọc hay nước ngọt. Không ăn kẹo. Và quan trọng nhất là tập thể thao. Quát đi, tốt cho cô đó. Còn cô sẽ nghỉ ngơi một chút. Chắc người gọi pizza ở chỗ này. Hay quá, được chụp x-quang. Ủa, còn hộp pizza. Mình phát ốm với cái mê cung này rồi. Mọi người đều nên đến gặp nha sĩ nha. Kể cả những người không có nhiều tiền. Đưa tôi cái này. Nhưng cái bọc này là tất cả của Justin. Không đời nào anh bỏ nó đi được. Anh bị làm sao? À, tôi hiểu rồi. Justin bị móm cả hàm. Anh cần trồng răng mới ngay. Quá đơn giản với nhà sĩ Pinky. Nhất định cô sẽ làm rất tốt. Nhưng Justin có một vấn đề. Anh không có một xu dính túi. Chắc chắn là không đủ tiền trả dịch vụ này rồi.
Nhưng nha sĩ có một giải pháp rất sáng tạo. Một lựa chọn rẻ tiền. Hàm răng làm từ kẹo cao su. Rất hiệu quả, thẩm mỹ và rất rẻ. Xong rồi đó. Sau vài phút, hàm răng giả đã được hoàn thành. Khách hàng rất hài lòng. Và nha sĩ cũng chỉ cần có như vậy. Thôi thôi, đừng có ôm tôi. Tôi chỉ lấy cái bọc thôi. Chúc anh một ngày tốt lành. Nha sĩ Thiên Kỳ giúp đỡ tất cả mọi người. Được rồi, chuyển việc khác thôi nào. Yay, anh giao hàng đến nơi rồi kìa. Nhưng đâu đó trên đường đi, anh đã bị mất trí luôn. Còn nhà tâm lý học cuối cùng cũng được thưởng thức pizza. Các bạn thích vị bệnh nhân và bác sĩ nào nhất? Bình luận cho chúng mình biết với nha. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video hài hước mới từ kênh Trum Trum Select nha.